Ok, chào anh em nhé. Hiện tại là mình đang đứng bên cạnh một chiếc xe Everest đời đầu, đời 2010 của nó, lốp còn zin nhé. Ông có thể quay cho con một chiếc xe lốp còn zin cái nào. Đấy. Đấy, chiếc xe này thì nó được cái ưu điểm là nó dán ni lông. Đấy, xe chạy 2.6 của bác đó. Chủ xe đang ở trong nhà cũng đang ngại anh em lên video. Nhưng mà thôi, giá cả đang chênh nhau một tí nữa thì mình làm video để gọi là quảng bá một chiếc xe. Đấy anh em. Đây. Thực tế đây con này 2.6 nhá. Xe dán kín ni lông. Đấy. Bánh bánh tâm nan đồ đoàn đẹp. Em bật flash đây. Đấy bởi đây ông quay con cái đâu vào nhanh. Bật flash đèn. Đèn flash. Đấy. Xe đẹp luôn nhá. Đây. Đây. Đây flash đây nhá. Đèn đầu bò đẹp nhá. Đầu bò đẹp nhá. Các thứ của nó là máy chất biển P. Đấy. Công tơ 2.6 nhá. Xe này nó hơi đặc biệt tí. Xe này mình phải cố gắng mình lại mình mua đấy. Đấy giờ vé này, thế này xe này. Ok. Xe 2.6 nhá, lốp còn zin theo xe đây đây. Quay xem mà lốp này, lốp con này, con này lốp còn zin theo xe nhá. Tuần thứ 47 hay không là 10 này. Từ đấy ông phải từ từ ông ấn nhanh quá. Rồi. Lốp của nó cũng gọi là hơi chọc của lốp trước rồi mất. Không sao còn. Ông anh ra đây nào, ông anh gửi lại đeo khẩu trang ai nhìn gì. Thế bây giờ là tình hình đại ca thôi lửa ngại không vấn đề gì nhưng là đại ca cũng đeo khẩu trang không ấy. Thôi em bảo này bây giờ giá cả là đại ca là để cho bao nhiêu? 27. Xe này em chưa xem giấy tờ chính chủ đến bác luôn đi. Rồi. Đủ rồi. Cái này là có đời này nó có cả hồ sơ gốc đấy. Đúng rồi, có cái hóa đơn đỏ nhưng mà hóa đơn đỏ để nhà nó. À xếp vẫn còn hóa đơn đỏ. Ừ. Vâng. Tên anh là Trần Văn Việt luôn này. Đại ca xếp ngại. Thôi em bảo này thôi ngại thì cũng người giả quyết cho em 26 triệu. Thế lúc nãy em bảo giả bác 265 đấy. Ngại thì thôi. Nếu mà bác thì còn đó. Đại ca chỉ cần quay mặt phát là đại ca là giả quyết. Anh quyết 500 để em ra em nói cho. Ông anh bán nào. Thôi nhanh nhanh thôi, em bảo là thôi nó nhanh lùi cho em 300. Em gửi bác 26 được 700. 27. Ok, anh thôi lùi 200 nhá. Không. Thế ngoài sao các sếp chứ gì thế. Rồi. Anh Việt nhá, anh Việt anh ở Lý Nhân Dục Thú Đông Anh này. Đây sếp. À, sếp ngại đấy, đang điện thoại đấy. Đây. Thực tế là nhá, xe chính chủ đây anh ấy, đăng ký còn chưa mang đi bị công an tóm lần nào. Đây. Anh ấy ngại đấy, nói chung là chia sẻ anh em này cũng ngại đấy, đại ca cũng đứng trước mặt giữa đám đông ngại khiếp, ngại quá. 27 triệu đấy từ mấy ngày này rồi, chuyện qua này. Hai chìa khóa zin cả đôi nhá, một chìa khóa chưa dùng này. Anh em này. Đấy chủ xe tên anh Việt đấy luôn đấy, chính chủ tên anh ấy. Anh ấy ngại chết giả nhiều lúc. Bảo mang vác cái gì thì anh ấy chấp nhận được, cái ông bảo ông ấy lên sóng lên treo là không thích. Đây đôi tay nắm này. Để lâu hơi ấy, anh bảo anh để trong sân. Đấy, nói chung là đôi chìa khóa một chiếc chưa dùng. Một chiếc dùng rồi. Đây mình mua con đấy này là anh 27 rồi, cộng cho các sếp con này 3. Đấy đại ca nào không quan tâm thật sự ai mà yêu thích cái đời mà 2010. Lốp còn zin theo xe. Thật sự ra nó là đam mê, đi sướng. Anh bảo anh mua bán thì anh mua con zin Việt Nam anh đi cho nó thay đổi. Đấy con này thì lâu lắm rồi, nó gắn bó mình lâu rồi. Ông anh vào với giấy đi, cho em đi. Đấy. Ok, em cảm ơn anh nhá. Ừ, anh vào với giấy đây, cầm đây đăng ký. Đấy. Gà lễ tệ đấy, khổ đấy. Gà cái lễ tệ nhiều lúc khổ biển. Lục cứu đâu anh Việt, chính chủ thế anh ấy. Ok, có ai có quan tâm thì hãy liên hệ cho mình theo video này nhá. Mình mua vừa rồi là mấy con xe lít này, tí nữa mình sẽ làm video riêng lít này. À rồi, làm luôn này. Con lít này là mua là vừa lấy nhá, lấy là 35.200 đời 20 xe này xe 2021 nhá, quay vòng 35.200 cậu anh em 22 cậu anh em 1.700.000 thôi. Đấy. Lít đẹp nhá, lít đẹp luôn. Đấy. Flash. Đấy. Em ơi vào lấy cái đèn kia cho anh đi. Đấy. Đấy xe đẹp nhá, xe đẹp, máy ngon. Đời 2 pha nhá, pha này. Đèn led này, led. Đây. Led nhá. Rất đẹp luôn, một vòng đi. Rất đẹp luôn. 1.700.000 nhá, giá cộng 1.700.000.
Anh mời con ở anh bao tiền đấy? Thôi em làm ok. Anh ơi, thủ tục em nhanh, em làm video ngắn nhá. Biết nhanh. Bây giờ là nó là chỉ có không được 1 phút 30 giây, 1 phút thôi. Còn 1 phút thôi. 1 phút hiện tại hiện trường là có 1 phút bao tiền đấy? Xe nó cũng cứng. Ok, xong rồi này. Cứng lắm luôn. Ừ, rồi. Máy khỏi phải bàn. Ừ, rồi rồi. Ông quay vào với con. Rồi. Rõ quan điểm nhá. Một vòng. Dốc là gì? Ừ. Rồi. Cùng máy nó ác lắm. Tem này thay rồi này. Không, cái nó dán thêm vào. Ừ, cái tem chế. Còn đồng máy 05 em. Ừ, đồng máy 05. Tem thay rồi. Tem này thay rồi. Còn này mất bộ tem rồi. Thôi ngắn gọn là xe nó cũng là xe dọn dẹp rồi. Ok, rồi. Anh mời giao bóng bao nhiêu đây thì báo luôn đi. Anh em nói thẳng nhá, xe là xe mua lại là không có photo đâu. Anh em nói quan điểm luôn rõ ràng. Cùng máy không phải xe cùng máy đẹp lắm. Mấy năm thì giờ xác định Toto thì không. Anh em cứ cái gì nó rõ ràng mà. Thôi, không cần. Anh rẻ không anh? Chuẩn luôn nhá, 18,5 chuẩn luôn. Chịu lèo phèo lắm, con này không muốn. Không máy chất mà. Không ăn được. Lèo phèo lắm, xe này không chơi được. Xe này nó dọn dẹp rồi ông anh, dọn dẹp kỹ quá. Mấy năm trong lèo phèo không chơi được. Thôi chắc vụ này không chơi nhá anh em nhá. Pha này thay nhá. Xe này nếu mà chưa trình, nếu anh em để cho em khoảng 16 triệu thì tình thương miễn thương. Để anh về anh dọn 16,5. Xe này anh chưa dọn mà. Rượu xe nó rẻ rẻ thôi. Xe này con kia thì mua nó đắp chỉ. Không, anh biết rồi. Tiền nào của đấy. Tiền nào của đấy anh hiểu. Nó tiền nào của đấy. Chắc là không gặp nhau được rồi. Để 16 năm được anh. Không. Anh em nói. Anh chờ bây dòng này còn nhà còn nhiều. Đọc sát giá nhưng mà đọc nhiều đâu. À 16,5 nhá. Anh em chưa chương trình cho em chốt. Đẹp cậu thì thôi. Xe này lèo phèo dọn dẹp mốc má. Để mốc má rồi nhá anh em nhá. Để thôi nói chung là mười mấy triệu thì cũng không mơ ước gì cao sang này. 16,5 bao nhiêu đấy bán? Anh em đọc đã bảo giờ đọc sát. Anh báo bao nhiêu? Anh bán bao nhiêu? Đọc em 18,5 đọc nhiều đâu. Không mua được. Thôi anh lùi em 1,5 triệu được chưa? Em gửi anh 17 triệu. Đúng rồi. Anh em nói thật. 17,5 triệu. Thôi. Anh đọc không mua. Thôi. Để vụ khác đi. Thôi chương trình để vụ khác nhá. Để vụ khác. Để vụ khác. Không cho. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nhé. Ai có nhu cầu vào website xemayhoangkien.com hoặc có thể liên hệ ở video đang phát trực tiếp này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.